Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Một cô gái rất là dễ thương đúng không nào? Và bên cạnh đó chúng ta hãy cùng gặp gỡ diễn viên Hứa Minh Đạt. Chào hai em, chào quý khán giả. Vẫn còn hai người chơi rất là dễ thương nữa. Và tiếp theo sẽ là MC Hoàng Việt. Và cô gái cuối cùng của chúng ta đó chính là diễn viên người mẫu ảnh Hạnh Thư. Đây, mọi người thấy là thay đổi hình ngày hôm nay là biết sân chơi của chúng ta sẽ vui và coi như là nhộn nhịp tới cỡ nào rồi đúng không? Nhưng mà phải nói với mọi người nha, hôm nay chương trình của chúng ta rất là mới lạ, tại vì sẽ là một cuộc chơi về ngôn ngữ tiếng Việt. Mà có bao giờ mọi người gặp cái trường hợp là mình nói theo cái ý của mình nhưng mà đối phương mà kiểu nghe mà không hiểu gì hết trơn chưa? Cái ý của mình một đằng mà người ta lại trả lời một nẻo, có bao giờ mọi người gặp trường hợp đó chưa? Dạ có chứ. Bình thường em nhắn tin là em có giấu hay là không có giấu? Điện thoại đã quá tân tiến rồi chị ơi, bây giờ đôi khi mình đâu cần phải nhắn nữa. Mình voice luôn. Mình voice được mà. Còn Thư ơi, Thư là người miền Bắc nè, thì không biết là đôi khi mà cái cách dùng từ của Thư hoặc là trong cuộc sống nó có những cái gì mà đôi khi là gây hiểu lầm cho người khác không? Dạ, em là người miền Bắc thiệt, nhưng mà em có một thời gian dài sống ở nước ngoài nên thật sự là cái văn viết chính tả của em nó bị đơ lắm. Nhiều lúc mà về Việt Nam em không biết là dùng cái từ nào để diễn tả lại cái ý mình đang muốn nói luôn.